Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Hán Bảo Yến Channel. Và hôm nay thì Yến sẽ tiếp tục review cũng như là dành tặng các bạn một video giới thiệu về một cái sản phẩm rất là hot của Thanh Mộc Hương, và đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là thích, đó chính là dung dịch vệ sinh Dr. Hương. Và đây trên tay Yến thì đang cầm một cái bộ dung dịch vệ sinh Dr. Hương. Và nếu như các bạn đang mua nhanh thì công ty vẫn còn đang khuyến mại tặng cái khoa phục kín cho các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và xem kỹ xem cái video của Yến sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về sản phẩm này như thế nào nhé. Và đây chính là bộ dung dịch vệ sinh Dr. Hương mà Yến vừa giới thiệu với các bạn. Với các thành phần như chiết xuất nha đam, trà xanh, cúc la mã, kim ngân hoa thì dung dịch vệ sinh Dr. Hương có tác dụng làm sạch nhẹ nhàng, khử mùi hôi, bảo vệ vùng kín khỏi vi khuẩn gây viêm nhiễm nấm ngứa, giúp bạn luôn tự tin và năng động. Một chai dung dịch vệ sinh Dr. Hương có dung tích 100ml, bạn có thể sử dụng được từ 2 đến 3 tháng, rất là tiết kiệm phải không nào? Sản phẩm được đóng bằng co bên ngoài và có mã vạch để các bạn có thể check kiểm tra hàng chính hãng. Với mức giá 198.000 đồng thì Yến nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm rất đáng để các chị em đầu tư. Ngoài ra khi mua một dung dịch vệ sinh Dr. Hương, các chị em sẽ được tặng ngay một chai nước hoa vùng kín xịn sò. Bật mí với các chị em, đây là một chai nước hoa rất thơm, lưu hương được từ 6 đến 8 tiếng. Dung dịch vệ sinh Dr. Hương có mùi thơm rất tự nhẹ, đặc sánh màu trắng trong. Đặc biệt, em rất thích thiết kế nắp bật của sản phẩm này, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại hình ảnh của bộ sản phẩm tuyệt vời này nhé. Trên video thì Yến cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về cái sản phẩm dung dịch vệ sinh Dr. Hương. Nếu như các bạn đang còn bất cứ thắc mắc hay có câu hỏi gì thì hãy để lại số điện thoại bên dưới video hoặc gọi đến số hotline 0369 101 708 để được Yến tư vấn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.